lên xe em ơi. Mày đi nữa mà. Ui, lên xe đi. Lên xe. Anh đau. Cái gì? Bực mình đấy nhở. Hôm qua tao trốn thế mà nó vẫn nhìn thấy được. Mắt thì được tao. Mẹ tao chưa xuống tận nắm đâm mà nó vẫn tìm ra 2 tỷ. Đáng nghe mẹ phải đi thở đi. Biết nó ngồi đây mẹ cứ thở thầm thế mà chẳng thế. Ai biết được. Mày tao chưa muốn biết là tao được tao láo con kia thế. Ai cũng biết. Tao biết là tao láo con mày rồi. À, láo rồi đấy chỉ một người thôi bố ạ. Nhưng mà tao láo cho kia thế mà nó nhìn chắc là tỷ rồi. Thằng chắc chỉ có phải lắm. Tỉ phát cho chỗ mày luôn nhá. Ờ, chứ là lạ nha. Lạ chân. Mà giờ vẫn chưa thấy có quà cho mày nhờ. Ở chứ bảo không quà cho quà mày thế mà chả thấy đâu. Mày không có quà cả. Ờ nhỏ. Ờ. Chán đâu, xong này chắc là lại bùng rồi. Trời. Anh như mình. Chúng nữa anh nhìn mình tặng nó cái hát, giờ nó lại bùng mình à. Nó có bùng này cũng được rồi. Được, hay ngồi đây tí nữa xem tàu này. Không biết nó không đến thì anh nhìn mắt rồi mình xói lại cơ. Nếu nó không đến tao mày này. À kiếm gì nhỉ? Kiếm ít mắm tôm. Đáng thật vào nhà quá. Nó chết rồi còn anh hát nói. Trời ơi. Nếu nó cắm nọ thì tết đi tán gì, đi tán cái. Chó đi đâu? Chưa tâm. Mệt quá. Ta là một tí mệt quá. Chưa cho nó ngủ đi nè. Chưa cho nó ngủ đi nè. Ôi trời, nó ngủ đây. Mệt quá. Xe đâu đây mà kinh ngớ. Ta mang cho ngươi một món quà. À quà. Ăn làm gì con à. Lấy đâu của mỗi thằng con. Tham vừa rồi. Đâu. Cho quà mỗi thằng con này. Đây xuống xem xe đi. Xem được không? À, cho. Xuống xe à. Kéo hôm qua. Nó nói ta phải hứa. Ta phải giữ lời. À xe ta đâu. Chờ. Xe mày cứ được. Đây nhìn nhá. Con này cũng tặng được. Thôi thôi, ta thích con kia hơn. Ta thích con này hơn. Ta thích con này này. Ta thích con này. Con này đẹp hơn này, ngu lắm nè. Cái lớp to rồi. Lớp to này là gái thích lắm. Gái thích được con này. Con này đầu to này, thích gái thôi rồi. Đầu to này. Đầu to quá. Thích con này được hơn. Con này đầu to này. Không có thảo trắng. Trắng con này. Quà của tao, thằng nó có khỏe, của tao, nó có khỏe, đấy trong hai con nó thích lấy con nào? Quà của tao của mày đâu? Được rồi, được rồi. Chưa lấy con nào? Mẹ, tặng ngay. Đã chốt chưa? Chốt nhá. Chốt. Chốt gì? Đây con này bố to. Con này sang tiền. Chốt rồi, sang tiền. À. Quá, sang tiền đi. Tiền nào? Quà, đang quà một phần thôi. Thế thôi. Chốt đây lấy. Đi lấy trên đời này không nào cũng có ăn đấy. Không gió gì rồi. Trong ai nhờ cho chơi. Đây chìa khóa. Ai du? Để tao cho. Ai đưa tao? Mày có biết đi xem mà để tao cho. Lấy cho đi. Đây lắn lụa đi. Ở rồi mày đi này. Tranh nhau à? Đi đi. Đi sợ thôi. Đi sợ. Đấy đi thử xem đi không? Lấy lụa.
con này là đi cái gì đấy? Ta nhìn lạ lạ à? Con này là đời hơi mới chút. À hơi mới, mới bằng SH đâu. SH tội gì? Ai tội gì à? Con này nó neo đồ tốt lắm này. Con này hơi chơi tài tí nhưng mà cũng được ấy. Con này tặng lái được rồi. Con kia tặng kia hơn. Thì ta sẽ còn lại rồi. Thôi, cho trọng nó nhiều. Mày thắng người ta nghe bài nhá. Ok. Lên 10 triệu nhá. Cái gì đó? Cho nó. Tiền nào đấy không tin. Ơi, cầm ấy về. Phải không biết thì có 1 triệu. Mày lên mình đóng được vắng nào. Để tao. Lên. Thì con này đi cái gì đây? Bếp mày không biết đi cho thằng này áo đi. À thôi tao biết đi. Con này đi giống con này không? Đúng giống. Đó đi. Đưa mẹ. Đi đây. Đây. Wow. Anh bắt bối cho một đứa mà cái chân à. Cái gậy con à. Gậy chết hết cả chân này. Đang đang đang. Lên xe đây. Bạn này ngồi lên đẹp phết như này nhỉ? Để ta ngồi xuống. Ngồi xuống. Được ấy. Ngồi lên đẹp ấy. Ngồi lên đẹp. Chào. Để chào. Thế này cũng như đâu nhỉ? Thế này nhìn vào đây xong kiểu gì không yêu. Tết năm nay có người yêu à, ôi trời ơi. Thế nha, hết lợi nha. Thôi để Tết, Tết tâm một con này ta đi chơi nhá. Ờ, được luôn. Mày đi con kia đi. Ờ, được. Tí là Tết. Thôi, con kia nó có. Có gì nếu mà có hai thằng, có một cái xe đi còn gì. Hay là có gì Tết cho bọn tao một con SH đi nữa nhá. Được rồi, cứ biết thế. SH đầu dòng như lần trước nhá. Dòng này dành cho những thằng mà nó muốn lên trải. SH đầu dòng. Em mà tụi tao đấy chưa muốn lên trời. Mày muốn lên trời à? Tao không biết rồi. Cái gì chúng mày chẳng lên trời. Mày mới muộn trước. Đúng, chúng mày đi con xe này sớm hay muộn chúng mày mới lên trời thôi. Được rồi, vậy là tao đã trao lại cho mày một cái xe này nhá. Kết quả nhá. Nhưng mà có nhiệm vụ đốt cho lốt thằng này một cái xe. Thôi được rồi. Nếu con kia cho lốt con xe như này nhá. Ok, ok. Thôi mình đi về, cho thả chúng nó. Mày đi đi mà. Ui, lấy xe.